Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Ngộ độc botulinum có thể gây ra những biến chứng nào? Ngộ độc botulinum là ngộ độc nặng, tỷ lệ tử vong cao, thời gian liệt kéo dài, thời gian thở máy cần trung bình khoảng 2 tháng sau đó mới có thể cai thở máy. Tuy nhiên bệnh nhân cần nhiều tháng để hồi phục. Theo đó, các biến chứng chính do botulinum gây ra bao gồm nhiễm trùng bệnh viện, đặc biệt viêm phổi và các biến chứng của thở máy. Các biến chứng do bất động, nằm kéo dài, loét, liệt ruột, táo bón, trào ngược, sặc phổi. Cách phòng ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum. Chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm được công nhận. Thận trọng với các thực phẩm đóng kín nhưng có mùi hoặc màu sắc thay đổi hoặc có vị thay đổi khác thường. Ví dụ, sữa chua nhưng không còn vị chua bình thường. Không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không đông đá. Chỉ có nhiệt độ đông đá mới làm vi khuẩn ngừng phát triển và không sinh độc tố. Ưu tiên ăn các thực phẩm mới chế biến, mới nấu chín để đảm bảo an toàn thực phẩm. Lưu ý, nấu chín sẽ phá hủy độc tố botulinum nếu không may có trong thực phẩm. Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống như là dưa muối, măng muối, cà muối, bạn cần đảm bảo phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn. Cần xử trí tốt các vết thương ngoài da nếu có để tránh nhiễm botulinum qua các tổn thương này. Đối với trẻ sơ sinh, không dùng mật ong để bôi trong miệng hoặc làm thức ăn cho trẻ. Khi sử dụng thuốc giải độc botulinum, cần lưu ý một số nội dung sau đây. Ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum khi có triệu chứng rõ thì càng sớm càng hiệu quả, tốt nhất là trước khi các triệu chứng chuyển sang nặng. Tuy nhiên, thuốc có thể được chỉ định ở bất kỳ giai đoạn nào của ngộ độc khi tình trạng bệnh nhân còn nặng. Không chờ đợi kết quả xét nghiệm độc tố hoặc nuôi cấy vi khuẩn mới chỉ định dùng thuốc cho bệnh nhân. Đặc biệt thận trọng với người dị ứng với các chế phẩm sinh học từ ngựa, cần hỏi tiền sử dị ứng. Người có cơ địa dị ứng như là hen, tiền sử dị ứng máy đay, sẩn ngứa,
tràm, viêm mũi dị ứng. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.